Qua thì phụ công người Thái Lan đã chưa thể được nhiều. Còn trong trận đấu trai này, còn cầu thủ hàng đầu người đang có áo câu lạc bộ Marvelous. Ngoài ra, trong đó vào cuối trận này thì đội trưởng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ người đăng cài một bóng chuyền của đại hội năm nay. Là Thuyu đã đập bóng ra ngoài sân nhưng có vẻ như đã diễn ra với trận đấu chuyên môn của quốc gia Nhật Bản. Và trong trận đấu thứ ba này, các cầu thủ quý và quan cũng là những cầu thủ rất cao. Đó là pha ghi điểm của Akinradewo. Rất mạnh của Thuyu.
điểm mốc của thời điểm quả nhất của trận đấu này. Tốt của Thư. Tiếp tục là Akinradewo và trong lần hai đáng tiếc của Thiều, người đã chơi ấn tượng nhất bên phía bóng nước ở trong cuộc